Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC ngày hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 12 và các thông tin nổi bật sau đây sẽ được bao gồm trong phần đầu tiên của chương trình. Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn nhiều công nghệ mới trong nông nghiệp. Giá xăng tiếp tục giảm từ 3 giờ chiều nay. Việt Nam và EU chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Thưa quý vị, như vậy là sau 4 tháng kể từ ngày kết thúc đàm phán thì vào ngày hôm qua 2 tháng 12 tại Bỉ, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Sau hơn 3 năm đàm phán với 14 phiên chính thức, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được ký với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu từ đầu tuần. Hai bên cũng cho biết đã thống nhất sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình phê chuẩn trong thời gian sớm nhất để Hiệp định có hiệu lực ngay từ đầu năm 2018, nhằm cụ thể hóa những lợi ích tại văn bản này. Theo nội dung của Hiệp định, Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. 1% số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch hoặc cắt giảm thuế quan một phần. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng thương mại hai chiều đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2014. EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ. Và tiếp tục mở rộng đà hội nhập quốc tế thì chiều ngày 2 tháng 12 giờ Israel, tại thủ đô Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Israel. Chính phủ hai nước giao cho các cơ quan hữu quan phối hợp để sớm đưa ra mốc thời gian cho vòng đàm phán đầu tiên. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993, thì Việt Nam và Israel đã có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nông nghiệp, thương mại, du lịch và an ninh quốc phòng. Kim ngạch thương mại song phương năm 2014 đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện thì Israel có 18 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn 39 triệu đô la. Hiệp định FTA Việt Nam-Israel sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội hơn nữa cho cả hai nước, đặc biệt là nền khoa học công nghệ của Việt Nam, bởi Israel từ lâu đã được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 3 giờ chiều ngày hôm nay. Theo đó, từ 3 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng RON 92 được điều chỉnh không được cao hơn 16.796 đồng một lít, giảm hơn 260 đồng so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng E5 không vượt quá 16.301 đồng, giảm 250 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng giảm từ 283 đến 446 đồng một lít hoặc kg. Theo Liên Bộ, trong chu kỳ 15 ngày gần nhất, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Do đó, cơ quan điều hành yêu cầu tiếp tục không sử dụng quỹ bình ổn, trích quỹ 300 đồng một lít với xăng và dầu diesel, đồng thời không thay đổi các loại thuế phí. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 6 lần tăng, 11 lần giảm, giúp mặt bằng giá xăng hiện tại thấp hơn giai đoạn cuối năm ngoái gần 1.100 đồng mỗi lít. Ngày hôm qua, Hội chợ Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư, gọi tắt là Hightech Agro 2015, đã khai mạc tại công viên Lê Văn Tám. Hội chợ năm nay trình diễn nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao mới do các doanh nghiệp thành phố nghiên cứu và sáng tạo thành công. Thưa quý vị, trên tay tôi là lọ mô rễ sâm ngọc linh được nuôi cấy thành công trên môi trường rắn và hệ thống bioreactor. Đây là một trong những mô hình nông nghiệp công nghệ cao được các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và sáng tạo thành công. Mô hình này đã được giới thiệu tại hội chợ lần này. Từ lọ mô trên, các chuyên gia công nghiệp của công ty cổ phần khoa học công nghệ nông nghiệp Anh Đào tách rễ nuôi cấy trong môi trường lỏng với hệ thống bioreactor để cho ra những sản phẩm rễ sâm ngọc linh có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ trong 3 tháng so với 6 năm trong môi trường tự nhiên. Ngoài sâm ngọc linh, công ty cũng giới thiệu mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo. Đây đều là những loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức Hightech Agro lần này giới thiệu nhiều công nghệ mới trong nông nghiệp, minh chứng cho bước phát triển về nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì chúng tôi tập trung cho những công nghệ mà mang tính là thời sự, nghĩa là mới đối với thế giới. Ví dụ như là những công nghệ mà trồng rau đèn LED, dùng đèn LED, có gọi là plant factory,
thì công nghệ lần đầu tiên ta giới thiệu ở cái lần hội chợ này. Công nghệ này đó là hiện nay Nhật Bản đang phát triển mạnh và chúng ta cũng đã có dịp đi tham quan và các nhà khoa học và đã chuyển giao được cái công nghệ này cho một số các doanh nghiệp ở tại Việt Nam để mà chúng ta tiến hành. Thứ hai là giới thiệu rất là nhiều giống mới, đặc biệt là giống hoa là một thế mạnh của thành phố, rồi giống cá kiển cũng cập nhật cái giống mới. Hitech Agro 2015 quy tụ 285 gian hàng của 145 đơn vị và doanh nghiệp, trong đó có 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của các địa phương. Hội chợ còn có khu vực ngôi nhà chung giới thiệu các thành tựu nông nghiệp công nghệ cao của khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố, trung tâm công nghệ sinh học, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 6 tháng 12 năm 2015. Và đến với chuyên mục con số mỗi ngày ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số 80%. Đây là tổng số lượng công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi được thanh tra bị phát hiện có chất cấm hoặc thừa nhận đã từng sử dụng một loại chất cấm nào đó. Con số này được đưa ra trong báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Các loại chất cấm trong chăn nuôi được nhập khẩu, các công ty nhập khẩu về nhiều nhất là chất vàng ô để tạo màu óng vàng cho sản phẩm chăn nuôi. Nhiều thứ hai là các chất kích thích tăng trưởng như sabutamol, clenbuterol, ractopamine. Những chất này có đặc tính giúp tăng lượng nạc, giảm mỡ cho gia súc gia cầm. Giá các chất cấm này chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi ký. Trong khi đó, thì thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy một ký chất vàng ô có thể dùng sản xuất được 5 tấn thành phẩm. Một ký chất kích thích tăng trưởng sabutamol có thể dùng để sản xuất ra 250 tấn thức ăn chăn nuôi. Giá mua tương đối thấp nhưng sau quá trình chế biến thì bán ra lại cao, lợi nhuận thu lại lớn chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi chiếm con số lớn. Và thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là các thông tin nổi bật sau đây. Xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam khó tăng đột biến dù vào TPP. Giá vàng ngày hôm nay phá mốc 33 triệu đồng, xuống thấp nhất trong 5 năm.